này có hai văn kiện là để ra ngoài con này. Nó còn nhỏ, nó mới tháng thôi. Vâng. Mấy tháng hả anh? Dạ, nó tuổi lâu đấy. Vâng. Tuổi lâu là đại mới lớn này. Nhưng mà là mấy tháng ạ? Mà chắc là 4-5 tháng thôi. Đổ gần hết rồi. Vâng. Yeah.